Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại đam mỹ cùng truyện đọc Thế Bất Khả Đáng từ tác giả Sài Cây Đảng với chương 146 Hiểu Ra Mọi Chuyện. Cậu đừng có chuyện bé xé ra to có được không? Diên Tung nắm siết gương mặt của Hạ Diệu hỏi. Hạ Diệu hất tay của Diên Tung ra, giọng nói sắc bén. Đừng đánh trống lảng, nói mau. Diên Tung từ trong túi áo móc ra cái bật lửa, bật ngọn lửa lên, đưa tới xém tí là đốt mi mắt của Hạ Diệu rồi. Anh làm gì vậy? Hạ Diệu vội vàng lùi về phía sau. Diên Tung đem cái bật lửa ném vào người Hạ Diệu, nhàn nhạt nói. Tôi lúc trước đã muốn mua lại, Dương Chị Thủy không bán. Sau đó cậu ta nghĩ thông suốt, đến tìm tôi bán cái này. Hạ Diệu làm bộ nghe không hiểu. Anh mua cái này làm gì chứ hả? Thì tặng cậu, thẳng thắn lưu loát hai chữ. Diên Tung lần nữa đem Hạ Diệu ấn ngã xuống giường, còn liên tục hô lửa xung quanh cổ và gương mặt của cậu ta. Bị đốt nóng, Hạ Diệu lại bắt đầu hô quyền duỗi chân, nói lời thô tục. Cút đi, tránh xa tôi ra một chút, bớt lộng hành mà lừa gạt tôi. Diên Tung đem cái bật lửa ném qua một bên, dùng cơ thể đè ép Hạ Diệu đang dùng dãy xuống giường. Hai bàn tay to lớn khống chế cánh tay của cậu ta, không nói nhiều mà hôn hôn liếm liếm lên đôi gò má. Cút đi. Ác, Hạ Diệu không tuân phục, liên tiếp quay đầu qua trái qua phải tránh né. Những vết sẹo trên mặt lúc này hiện lên thật rõ ràng. Diên Tung vừa nhìn thấy vết thương trên mặt của Hạ Diệu, đau lòng quá là bắt đầu tàn sát bừa bãi, nhìn không được trách cứ hai câu. Cậu xem lại bản thân cậu một chút, khóe mắt bên kia vừa muốn lành, khóe mắt bên này lại biến thành đứt hành như vậy. Bốn gương mặt đang đẹp đẽ tuấn lãng bị cậu lăn qua lăn lại thành cái dạng gì rồi? Hạ Diệu vốn là coi trọng hình tượng, nghe Diên Tung nói như vậy lập tức nóng giận. Tôi xấu thì mặc kệ tôi, không phải là có một người rất đẹp luôn luôn xuất hiện trước mặt anh sao? Anh đi mà nhìn hắn. Diên Tung không để ý đến kiểu kháng cự này của Hạ Diệu, trực tiếp đem quần áo của cậu ta cởi sạch, kiểm tra tất cả vết thương lớn nhỏ trên người cậu ta. Hạ Diệu lúc đầu còn đưa đẩy không chịu, sau đó thực sự không lay chuyển được Diên Tung, đành để cho hắn muốn làm gì thì làm. Quay lại mà nói, anh cũng đã để cho người khác chiếm tiện nghi, tôi đây chính là mặc kệ anh. Quả nhiên chiêu này mới là nghiêm phạt với Diên Tung. Hạ Diệu không cần nói, chỉ cần nằm yên không đếm xỉa cũng đủ để Diên Tung nhói một trận rồi. Cậu nói cho tôi nghe xem cậu có cái gì tốt không? Diên Tung đau lòng vỗ lời về liền cánh tay đang sưng tấy của Hạ Diệu, ánh mắt yêu hận không rõ ràng quét nhìn cậu ta. Cậu không đem bản thân coi ra gì, vẫn còn trách móc tôi hung dữ với cậu. Tôi không nên hung dữ với cậu sao? Cậu đáng phải nhận một bài học. Hạ Diệu mặt trầm xuống, lắc đầu qua một bên. Không cần anh phải đau lòng vì tôi. Diên Tung đem đầu của Hạ Diệu xoay lại, ánh mắt dò xét thiêu đốt con người của cậu ta. Cậu nói thật đi, đây là sự thật do cậu lúc thi hành nhiệm vụ không cẩn thận gây ra hay sao? Hạ Diệu vẫn còn đang bực bội. Diên Tung kiên định gật đầu. Phải. Diên Tung dùng ngón tay cãi cãi lên đôi môi của Hạ Diệu nói. Tôi nếu như phát hiện cậu nói không đúng sự thật, vì cậu đừng trông mong cái mông của cậu sẽ lành lặn à nha. Hạ Diệu vẫn nghiêm nghị, không khuất phục trước sự uy hiếp của Diên Tung. Ngón tay của Diên Tung đã bắt đầu chà sát lên đầu vú đang bị ứ máu bầm của Hạ Diệu rồi. Mỗi lần ngón tay mà chạm vào, cảm giác tê tê đau nhói xuất hiện khiến Hạ Diệu không thể ngừng run rẩy. Cút đi, đừng đụng vào tôi. Diên Tung lại liên tục hết lần này tới lần khác nắm đầu vú của cậu ta kéo lên rồi thả ra như sợi dây thun đàn hồi. Mà cơ thể Hạ Diệu không khác gì con cá trạch liên tục giãy giụa bên dưới cơ thể của Diên Tung. Cậu ta lúc này mới cảm giác rờn rằng khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt đỏ ửng, cái giọng điệu từ từ thay đổi thành tiếng mắng chửi. Diên Tung tiếp tục truy kích, lật Hạ Diệu lại rồi dùng cự vật
đặt vào giữa kẽ mông của hai chân cậu ta liên tục mày mò cọ sát. Đôi môi thì tấn công lên cổ và gò má đang ra sức chống cự. Một tiếng thở dốc ập vào trong lỗ tai của cậu ta. Phong tình như thế này vẫn còn muốn né tránh à? Hạ Diệu lúc này mới nghiêm mặt. Vừa dứt lời, toàn bộ bị môi của Viên Tung đã ngậm chặt vú, dùng răng nhọn nghiền mài, cái eo một trận run rẩy đáng sợ. Lúc này, động tác phản kháng từ từ thăng cấp ngược, từ quyền đấm, đấm cước đá biến thành giật tóc, rồi biến thành dùng răng cắn xé. Đến sau, cũng dứt khoát dùng đôi chân dài gắt gao cuốn lấy cái hông của Viên Tung với ý đồ siết chết hắn. Lúc Viên Tung đem củ quý của Hạ Diệu nuốt vào trong miệng, Hạ Diệu liền triệt để đầu hàng. Viên Tung một bên kiên trì hầu hạ bảo bối của Hạ Diệu, một bên đem ngón tay to cứng xâm nhập vào bên trong, thọc điên loạn, làm điểm nhạy cảm của cậu ta. Còn muốn bảo tôi cút đi không hả? Không không, Hạ Diệu vội vàng dạng hán ra, cái mông đã bị nhấc ra khỏi tấm trải giường rồi, mau đâm vào đi. Bởi vì lo ngại đến vết thương trên người của Hạ Diệu, lần này Viên Tung làm cho cậu ta rất là ôn nhu. Tất cả tiết tấu đều thực hiện nguyện ý của cậu ta. Sướng quá nên nhiều lần cậu ta kẹp hai chân lại cần xin buông tha. Có lần hai lần bắn ra, xém chút nữa là bật khóc. Điều nói rằng khi mà giận dỗi thì cứ đè nhau ra thao chính là phương pháp dỗ dành hiệu quả nhất. Hạ Diệu tuyệt đối là tuân theo đạo lý này mà thực nghiệm. Lúc này người ta mới bước vào phòng liền nói, hai ta kết thúc rồi. Bây giờ sau khi được thỏa mãn sung sướng, nghe Viên Tung cười đối bụng liền vội vã chạy xuống bếp hâm nóng sủi cảo cho hắn, ngăn cản thế nào cũng không được. Ăn ngon không? Hạ Diệu hỏi. Viên Tung chép chép miệng, mùi vị cũng không tệ lắm, cậu muốn nếm thử không? Hạ Diệu không nói lời nào, ngước dương mắt nhìn lên. Viên Tung thấy cậu ta không mở miệng liền tự nhiên mà ăn tiếp, tốc độ ăn tăng lên gấp đôi. Hạ công tử cho rằng không cần mở miệng, Viên Tung cũng sẽ gấp một đũa đưa vào miệng của cậu ta. Ai ngờ người ta ăn hăng hái như vậy, căn bản là không để ý tới thái độ của cậu ta. Vì vậy Hạ Diệu há miệng thật to, chui lên một tiếng thật lớn và chờ thật lâu. Viên Tung vẫn là đem sủi cảo nhét vào trong miệng của mình. Hạ Diệu vừa định mắng chửi, đột nhiên đã bị nửa miếng sủi cảo cùng với hương vị răng môi của Viên Tung chặn ngay miệng. Hạ Diệu một hơi đem nửa miếng sủi cảo cắn ra mà nuốt vào. Hai người cùng nhau nhai, nhìn nhau cười một miếng. Tôi nghĩ thứ tôi vừa ăn không phải là sủi cảo, Hạ Diệu nói. Viên Tung hỏi, chứ là cái gì? Hạ Diệu nghiêm trang nói, là mật ngọt. Một câu nói này trong nháy mắt khiến cho Viên Hôn Quân sướng đến mất sạch phương hướng, cười ha ha hai tiếng, cầm chén sủi cảo liên tục đút cho Hạ Diệu, nói là nấu cho Viên Tung, kỳ thực Hạ Diệu ăn hơn phân nửa. Sau khi ăn khuya, Hạ Diệu liên tục hí hoáy đùa nghịch với cái bật lửa, yêu thích không buông tay, tới tới lui lui lây hoay, đến sau cùng bật lửa lên, lôi một nhúm lông trong đũng quần của Viên Tung ra đốt, tiếp đó hướng về Viên Tung mà cười xấu xa, cười đến mức không nhận ra là con người. Viên Tung đối với kiểu cách này của Hạ Diệu không thù hằn, mà đây lại là một ưu điểm của Hạ Diệu khiến cho hắn vừa yêu vừa hận. Bàn tay to lớn siết hai gò má của cậu ta, ánh gấp rút nhìn chằm chằm. Cậu nhạy cảm như vậy, có phải là ai sờ mó cậu, cậu đều hưng phấn? Vậy cũng không đúng. Hạ Diệu ăn ngay nói thật mà. Cơ thể này của tôi nếu không tiếp nhận hắn, hắn có muốn thoải mái cũng không được à. Nói xong, phát hiện Viên Tung dùng ánh mắt dị thường nhìn chằm chằm vào mình. Hạ Diệu tiếng nó có chút căng thẳng hỏi thăm dò, làm sao vậy? Thì tôi nghĩ rằng tôi cần phải huấn luyện cái cơ thể này của cậu một chút để nó không thể tiếp thu được ai khác. À, ngày hôm sau, Hạ Diệu trực tiếp đến công ty của Viên Tung tìm Điền Nghiêm Kỳ. Điền Nghiêm Kỳ đang hướng dẫn cho một học viên mới về kỹ thuật luyện tập, chợt nghe từ cửa truyền đến một tiếng gọi. Tiểu Điền, cậu qua đây. Điền Nghiêm Kỳ vừa quay đầu, liền nhìn thấy Hạ Diệu đang đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm. Cậu chờ tôi một chút, nói với học viên mới. Điền Nghiêm Kỳ chạy đến chỗ Hạ Diệu, tìm tôi có chuyện gì? Hạ Diệu dương dương tự đắc, tìm một phòng rồi nói chuyện.
vào một gian phòng. Hạ Diệu hút một điếu thuốc, một bên hút một bên dùng ánh mắt sắc bén đánh giá Điền Nghiêm Kỳ. Biết tôi đến tìm cậu là có chuyện gì chứ hả? Điền Nghiêm Kỳ cũng không cùng Hạ Diệu dòng do, trực tiếp ăn ngay nói thật. Tôi lúc đó hơi kích động, không có gì khác. Hạ Diệu hung hăng phun ra một ngụm khói thuốc. Tôi á, nếu cũng vì kích động mà thượng mẹ của cậu còn nghĩ như thế nào? Điền Nghiêm Kỳ đối với Hạ Diệu không có thù hằn, dù sao Hạ Diệu cũng đã từng giúp đỡ hắn đóng học phí, hai người bình thường cảm tình cũng rất tốt. Thế nhưng Hạ Diệu nói ngay câu này đối với hắn quả thực rất nặng, khiến cho Điền Nghiêm Kỳ không nhịn được mà trở mặt. Anh nói vậy là sao? Tôi nói vậy thì thế nào? Hạ Diệu một tay vùi đầu đứa thuốc lên mặt bàn. Ngại tôi nói chuyện khó nghe thì đừng có làm chuyện xấu xa. Có biết anh ta là ai không mà cậu muốn hôn thì hôn. Bình thường đồn đãi nhốn nháo coi như không tính. Cái loại sự tình này có thể bỏ qua. Điền Nghiêm Kỳ trực tiếp từ trong túi lấy ra ví tiền, rút một sắp đưa cho Hạ Diệu. Đây là 2 vạn mà trước đây cho tôi mượn đóng học phí. Bớt tỏ ra cái bộ dạng này đi. Hạ Diệu trợn mắt. Tôi là tùy việc mà xem xét, không ghim trong lòng chuyện tiền bạc này của cậu. Điền Nghiêm Kỳ cũng không phải loại hay lải nhải giải thích, nói thẳng, chuyện này là do tôi làm ra, xử trí thế nào tùy anh. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 146 của truyện đọc Thế Bất Khả Đáng từ tác giả Sài Cây Đảng. Đến đây cho phép anh Khoa xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau.